Vâng, xin chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bà Hùng Audio. Hôm nay bên em vừa cập bến cặp loa Kensington, một trong những cái cặp loa vô cùng hot và bán rất chạy của thương hiệu Tannoy. Kensington GR là mẫu loa cao nhất trong series Kensington, trong đó thì có Kensington HE, Kensington SE và Kensington GR là cái mẫu loa cao cấp và xịn sò nhất đến hiện nay. Và cặp loa mà Bà Hùng Audio vừa cập bến ngày hôm nay là bản mới nhất của series Kensington GR, hàng nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam qua công ty Anh Duy. Và Bà Hùng Audio là đại lý chính thức của Tannoy tại Việt Nam. Chính vì vậy thì luôn có những mức giá chiết khấu vô cùng tốt. Hiện tại thì mẫu loa này đang có mức giá lít là 369 triệu đồng. Tuy nhiên, Bà Hùng Audio đang chiết khấu chỉ còn dưới 300 triệu đồng. Anh em nào quan tâm xin liên hệ trực tiếp với Bà Hùng Audio để có những mức giá chiết khấu tốt nhất nhé. Và ngay bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta cùng nhau unbox và thưởng thức âm thanh đến từ Tannoy Kensington GR này nhé. Vâng, chúng ta vừa cùng nhau unbox xong cặp loa Tannoy Kensington GR. Và đây là cái mẫu loa phiên bản mới nhất của series Kensington. Phiên bản này thì có khá nhiều cái sự thay đổi so với trước đây. Về phần ngoại hình thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy với những cái đường nét mạ vàng ở kiềng loa và những cái đường nét mạ vàng ở hai cái mục tinh chỉnh này thì nó được làm đẹp hơn, hoàn thiện tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Ngoài ra thì phần cọc loa cũng được thay đổi sang cọc của Tannoy và bằng cọc đồng nguyên chất. Đó là một cái sự thay đổi khá là lớn về phần ngoại hình. Còn lại thì cơ bản nó cũng giống nhau thôi. Thế nhưng mà chúng ta chơi được đét mới thì nó vẫn có cái gì đó hào hứng hơn, đúng không ạ? Tannoy Kensington GR thì là một cái mẫu loa nằm trong series Prestige. Như chúng ta biết thì Prestige là cái dòng họ mà Tannoy sản xuất ra với hai tiêu chí chính. Đó chính là nghe hay và bày đẹp. Chính vì vậy thì chúng ta nhìn thấy nó có một cái hình thức vô cùng là bắt mắt và có thể ngoài chơi âm thanh ra thì nó còn giúp cho tăng thêm cái vẻ đẹp cho cái căn phòng của chúng ta nếu như trưng đôi loa này. Và cặp loa này thì được xây dựng dưới một cái mẫu loa dạng cột đặt sàn với kích thước cao 1m1, chiều sâu là 33cm và chiều rộng là 40cm. Sử dụng một cái thùng được lạng hoàn toàn bằng gỗ óc chó. Trong đó thì tất cả những cái viền mép này
thì họ làm bằng gỗ tự nhiên đó, và các mặt thì đều được dán lạng gỗ óc chó. Chính vì vậy thì chúng ta nhìn nó sẽ có một cái sự liên lạc của tất cả các bề mặt của loa. Và những cái chi tiết hèm của cái mặt trước này thì họ làm nó rất là nổi bật và đẹp, sẽ giúp cho cặp loa nhìn cổ kính và thời trang hơn. Với cái loa Kensington GR này thì sử dụng cái cấu trúc loa bát là 25cm, với kiềng loa sử dụng là kiềng tròn với 10 lỗ bắt ốc, và màng loa thì họ sử dụng màng giấy quen thuộc của Tannoy, gân sử dụng gân vải xếp 2 tầng. Và loa đồng trục bên trong thì chúng ta có thể dễ dàng quan sát ánh lên với một cái họng kèn được mạ vàng rất là nổi bật, đúng không ạ? Và cái loa đồng trục này thì họ sử dụng một loại loa chép đặt chính giữa vào trong tâm của cái loa bát. Và cái loa chép này thì có cái họng kèn dạng tổ ong, điều mà nó sẽ làm phân tán cái giải cao, mở rộng ra hơn. Và cái kèn này chúng ta nhìn thấy nó cũng có một cái chiều sâu rất là lớn. Và củ loa của Tannoy Kensington GR thì sử dụng củ là nam châm Anico. Chính vì vậy thì cái thông số kỹ thuật của nó vô cùng dễ dàng phối ghép. Với một cái ngưỡng công suất âm ly chỉ cần từ 20W trở lên là đã phối ghép tốt với mẫu loa này rồi. Và maximum chịu đựng được lên tới là 250W. Trở kháng của loa là 8 ohm, độ nhạy là 93 dB và giải tần là từ 29 Hz cho dải trầm lên tới 27 kHz cho dải cao, vượt ngưỡng tai người nghe. Chính vì vậy thì chúng ta chỉ cần sử dụng một cặp loa này thôi là đã đủ các dải tần để chơi và thưởng thức rồi, không cần phải phụ trợ thêm gì nữa. Tuy nhiên thì Tannoy vẫn làm thêm những cái loa siêu chép để cho những anh em nào mà thích giải cao lên tốt hơn nữa thì chúng ta cũng có thể kết hợp thêm với cái loa siêu chép đó của Tannoy. Và cái cặp loa này thì thực sự khi khui ra thì nó hút hồn ngay em Bá Hồng, bởi vì cái vân gỗ của nó rất là đẹp từ mặt trước, và lát em sẽ quay ra mặt sau chúng ta sẽ thấy là nó đẹp vô cùng. Cái đường nét vân gỗ này bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống tinh chỉnh được đặt trong một cái bảng mạ vàng. Hai cái chi tiết này nó rất là đẹp và nổi bật lên. Chúng ta thấy là có tinh chỉnh cho giải cao để chúng ta có thể tùy chọn nghe tăng giảm theo cái ý thích cũng như là theo cái nhu cầu của chúng ta. Đó, chúng ta dễ dàng điều chỉnh tăng giảm để nghe cho nó phù hợp. Và cái này được làm một cái bảng mạ vàng rất là đẹp và nổi bật. Phía dưới thì sẽ là cái cọc để khóa cái e-căng. Đó. Và thực sự là cái mẫu loa này nó rất là gọn gàng, và cái hình thức của nó thì chơi nó cũng rất là dễ trưng bày ở trong những cái căn phòng của người Việt Nam chúng ta, bởi vì là chúng ta thường có diện tích phòng khoảng tầm 20 cho tới khoảng 40 mét thì cái cặp loa nó sẽ đáp ứng tốt cho chúng ta trong cái không gian, khoảng cái không gian đó. Và thực sự là với cái loa đồng trục này thì cái phần trung âm của nó thì nó vô cùng cuốn hút người chơi, và đặc biệt là với những anh em Việt Nam chúng ta chơi nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc bolero ấy, thì chơi với dòng loa đồng trục của nó vô cùng là hợp, ấm áp, ngọt ngào và truyền cảm hơn nữa nếu như chúng ta sử dụng với những chiếc âm ly đèn, thì thực sự là phải nói là hết nước chấm với nhạc bolero của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển sang phía đằng sau để xem nó sử dụng cái cọc loa mới thay thế so với cái mẫu ngày xưa như thế nào nhé. Đó, ở cái góc máy này thì chúng ta sẽ thấy là mặt trước và mặt sau cái vân gỗ nó thực sự là rất là nổi bật, và khi mà khui thùng ra thì em thực sự là rất thích ngay với những cái đường nét vân gỗ này, nó quá là đẹp luôn. Đó, và cái cọc loa đây chúng ta dễ dàng quan sát thấy là nó nổi bật hẳn so với cọc ngày xưa, đúng không ạ? Cọc này thì được làm bằng đồng hoàn toàn, và phía bên trên cọc này thì họ cũng khắc chữ Tannoy vào đây. Đây là một cái sự cải tiến lớn so với trước đây, những cái model Tannoy trước đây. Đó, và chúng ta nhiều anh em hay thắc mắc là tại sao Tannoy lại có 5 cọc trong khi thông thường chỉ có 2 cọc hoặc là 4 cọc. Thì em xin giới thiệu sơ qua về cái hệ thống cọc này của Tannoy. Họ sử dụng 4 cọc loa bên trên dành cho 2 giải cao và giải trầm để chúng ta có thể đấu bi wide hoặc là bi em. Còn thông thường thì chúng ta sẽ nối cầu vào 2 cầu đỏ với nhau và 2 cầu đen với nhau, thì chúng ta sẽ kết nối âm ly vào dạng này hoặc là bên này. Đó, thì đều như nhau. Đó. Còn lại thêm một cọc phía bên dưới là để làm gì? Tannoy thì họ thường làm những cọc xả mát để chúng ta, nếu như nhà chúng ta có cái hệ thống tiếp địa và cái ground box ấy, để chúng ta nối vào đây và xả mát ra ngoài, tức là khi mà hoạt động thì nó sẽ có những cái nhiễu ở bên trong cái thùng loa, cái củ loa, cái mạch phân tần của loa ấy. Đó,
Tức là khi mà hoạt động thì nó sẽ có nhiễu ở trong cái mạch điện của loa. Chính vì vậy thì chúng ta sẽ nối vào đây để xả ra bên ngoài, giúp cho âm thanh được tĩnh hơn, sạch hơn và chi tiết hơn. Ngoài cái hình thức bên ngoài được làm đẹp như này và làm xịn sò như này, thì cái ruột gan bên trong họ cũng chất lọc từ những cái linh kiện cao cấp, và đặc biệt là dây dẫn thì họ lựa chọn dây dẫn rất là nổi tiếng đến từ Hà Lan, đó chính là thương hiệu Van der Hooy. Mạch phân tần thì cũng sử dụng vô vàn những cái linh kiện cao cấp, và họ ủ đông âm rất là sâu để giúp cho cái giá trị của những cái linh kiện bên trong nó không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Tức là nếu như chúng ta không làm việc đó thì chúng ta chơi khoảng vài chục năm, nó sẽ có thể thay đổi cái trị số giảm đi dần đó. Thế nhưng mà họ làm như vậy thì chúng ta có thể chơi mãi mãi, nó sẽ không bao giờ thay đổi cái trị số ở bên trong những cái linh kiện đó, thì giúp cho cái loa chúng ta chơi rất là lâu dài mà nó vẫn giữ được cái giá trị như ban đầu của nhà sản xuất đưa ra. Vâng, chúng ta vừa cùng nhau unbox cũng như là tìm hiểu chi tiết về cặp loa Tannoy Kensington GR và cả về thông số kỹ thuật cũng như là những cái linh kiện làm nên cái cặp loa này. Và bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau nghe thử âm thanh của Tannoy Kensington GR nhé. Và đừng quên, bên em đang có những mức giá chiết khấu vô cùng tốt, chỉ còn dưới 300 triệu đồng thôi. Hiện tại giá niêm yết của hãng là 369 triệu. Anh em nào quan tâm xin liên hệ trực tiếp với bên em theo số điện thoại ở phía dưới màn hình đây nhé. Mãi thương về cố hương xa vời, lệ nhớ mong ai mở trang giấy. Mưa tuôn trong tim suốt năm cánh dài, từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Đêm khuya dưới cơn mưa gào, lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa cuộc vui, đèn hát như soi dáng gầy cô nữ. Lại khóc cho đầy nhớ thương, lại ước duyên tình vẫn vương, bên ngoài gió mưa sao buồn vắng. Buồn chất lên đầy bước chân giang hồ, bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ. Con tim ta hương thiết tha mong chờ, một nhịp cầu duyên nối qua đôi bờ. Xanh màu nhung nhớ, con tim
ta hương thiết tha mong chờ. Một nhịp cầu duyên nơi qua đôi bờ. Có đến con đường đó trao dùng đôi lời dòng phương xa.